cho nên nếu mà mình nói với nhau mọi chuyện mà mình giải quyết một cách rốt ráo rồi, dạ đó, thì nó sẽ trả ra dạ đó cả. Thành ra với về vấn đề và về như bác nói về vấn đề mà showbiz á, là vấn đề mà kỹ thuật đó, về vấn đề kế hoạch là đường dài bài bản như bác nói đó, đúng không ạ? Thành ra nó có một cái sự để mà người ta lưu luyến, người ta muốn tiếp tục theo dõi, đúng không ạ? Nó lôi cuốn người ta để người ta muốn theo dõi. Chứ còn mà chương trình nào mình làm cho xong chương trình đó thì nó là đã không có. Thành ra là mình lại làm một cái đài mà mình đưa ra những cái tiếng nói chính thức. Dạ. Để cho quần chúng nói theo hay là mệnh lệnh của mình. Dạ đó, đó. Dạ. Chứ không có phải có sự nó gọi là interaction, đúng không ạ? Đó là cái sự mà giao lưu kết nối mà người ta cảm thấy người ta cũng có thể tham gia, đúng không ạ? Để mà nó trở thành một phần cái cuộc sống, vừa giải trí, vừa thu thập thông tin mà vừa giao lưu phản ảnh, phản hồi. Vâng, và để mà cập nhật đó thì là hôm qua là trên đài đó thì là ông Ngô Kể thì ông ấy cũng bắt đầu ông ấy xuống thang, ông bắt đầu ông ấy nói thì là đây là cái suy nghĩ của ông ấy, lúc thế này lúc thế kia, chứ còn thì là cái câu chuyện là ông ấy cũng nói là cái suy nghĩ của tôi như vậy, chứ tôi cũng không nghĩ là thì là tôi đúng hết cả, không ạ? Tôi cái gì tôi cũng đúng hết. Thì bắt đầu rồi thì là cũng lại có đứa nó hỏi và thế tại sao lúc trước ông chống Phạm Hoàng Bắc cái building đó không có cái cột cờ cột kiếp, thế rồi thì là bây giờ ông lại ngồi chơi với Phạm Hoàng Bắc mà ở nhà của Phạm Hoàng Bắc nữa. Đó ở nhà housing nhau giết thì Phạm Hoàng Bắc mới gì đó thì là cái câu chuyện là thì là ông mà bây giờ là Phạm Hoàng Bắc thì cũng chưa có cái cột cờ mà là cái khu đó đã đi vào hoạt động rồi, đã buôn bán rồi này kia, đã cho mướn rồi. Vâng, thưa anh, thành ra thì nói đi nói lại thì mình mới thấy rằng thì là cái thân phận của những các cái người mà đấu tranh ở hải ngoại mà nó cũng gặp những cái cảnh chẳng đặng đừng, và nó tới cái lúc mà nó chớ trêu, nó lật tẩy, mình nhìn mình là ai, mình mới thấy thân phận của mình. Mình mới thấy mình chưa bị trôi theo cái dòng nước và đấy mới là một trong những các cái không những là số phận của Ngô Kỳ hay là số phận của mỗi người chúng ta. Thì như bác nói đúng không ạ, là cái lần cách đây 2-3 lần đúng không ạ, cách đây 1 tuần gì đó, khi mà cháu đưa cái vấn đề này ra, có phải là cháu đã nói trước đúng không ạ? Cháu không dám nói là sấm khải đào gì hết. Nhưng mà có phải là mình đã biết Ngô Kỷ đúng không ạ? Mình đã nói hắn là cái kẻ, cháu nói là rung cây nhát khỉ. Tức là coi như là làm ầm lên để mà sao, để mà tống tiền thôi. Và như cháu đã nói là hồi xưa là Ngô Kỷ kết hợp với Chí Tạ là sao? Là như bác biết rồi, trong một xã hội mà ám muội đó, thì cái tuổi mà dân cử nó cần phải kết hợp với truyền thông, đúng không ạ? Tức là nó để nó tạo dư luận, đúng không bác? Thì nó có dư luận như vậy nó mới có cái cớ để mới nó tống tiền. Cháu đang nói đây là dân cử đó, giống như bác nhớ là cái kỳ họp thứ tư vừa rồi không, tụi thành phố Westminster đó, nó có quyền nó gọi là nói gì đó, nó hủy cái hợp đồng với cái ông lương, đúng không ạ? Thay vì ký hợp đồng để cho người ta làm thương mại quảng cáo, cái bản quảng cáo mấy chục năm nay rồi, nhưng mà để mà có cái cớ hợp thức hóa cái quyết định hủy hợp đồng thì nó cần phải có công luận, cần phải có dư luận. Bác ý, biết ý cháu nói không ạ? Bởi vậy nó phải mới bắt tay với những thành phần như Ngô Kỷ. Bởi vì cháu mới đã giải thích là cái hồi mà ông Phạm Hoàng Bắc đó, là Ngô Kỷ trong khi biểu tình có lôi Chí Tạ ra mà.
Nói là ông mà không có làm cái cục cờ là thằng em tôi nè, nó mà sẽ không ký hợp cho ông giấy phép đâu, nó mà ký giấy phép cho ông là nó chết với tôi đâu này kia. Bác hiểu là tức là có cái sự như bác nói là gì đó ăn cắn với nhau gì đó, bác săn tăng gì đó, đúng không? Thì bây giờ trong cái phố hoa này hôm qua, tối hôm qua Nguyễn Hồng Phúc nói như vậy có nghĩa là sao? Là Ngô Kỵ bây giờ lại tiếp tục ăn cắn với Đỗ Vinh, Châu Đỗ Vinh. Bác biết chưa? Chị ý trong đó không ạ? Tức là bây giờ cái phố hoa đây, bây giờ để mà thực hiện được cái hợp đồng này đúng không ạ? Thì đã lỡ ký hết rồi, giả dụ bên kia người ta đã lên hợp đồng, người ta mướn người, người ta dựng rạp, người ta xúc hoa hết rồi, mọi thứ rồi, đầu tư cả mấy trăm ngàn đô la rồi. Bác biết cháu nè, bây giờ ông Châu Đỗ Vinh ông nói bây giờ dân chúng người ta phản đối anh quá, anh thân cộng đồ này kia, anh làm rồng đỏ, tôi không có thể chấp nhận cho anh làm được. Thì Châu Đỗ Vinh có cái lý do để hủy cái hợp đồng này. Bác biết cháu đó không ạ? Thành ra đó là một cái hình thức, mà đó là cái vai trò của Ngô Kỵ, mà cháu đã thấy được cái vấn đề như vậy rồi, đúng không bác? Thành ra cái hôm cháu với bác ngồi nói chuyện, cháu đã nói rồi, đây là cái hình thức rung cây nhát khỉ. Cái quá khứ đã cho mình thấy là tuần trước Ngô Kỵ đòi treo cổ Phạm Hoàng Bắc, đúng không ạ? Đòi biểu tình, tuần sau bưng bô cho Phạm Hoàng Bắc. Có nghĩa là chỉ cần chính Ngô Kỵ xác nhận mà anh điêu với tôi đi, đúng không ạ? Anh phải biết điều với tôi, anh phải điều với tụi tôi. Thì cái điều đó trong đó có những điều khoản gì làm sao mình biết được, đúng không ạ? Bởi vậy Ngô Kỵ bây giờ mới được ở nhà Phạm Hoàng Bắc, không cần làm cục cờ nhưng mà vẫn không biểu tình nữa. Thì bây giờ cái phố hoa này cũng vậy thưa bác. Tức là anh Phúc thì anh nói nếu mà anh là anh Long này đó thì anh sẽ không có care Ngô Kỵ, không quan tâm, không sợ Ngô Kỵ, đúng không ạ? Nhưng mà cái chính anh Phúc anh cũng nói đúng, anh nói là ông Long này ông không sợ Ngô Kỵ mà ông sợ là sợ Châu Đỗ Vinh, đúng không ạ? Rồi mai mốt trong tương lai còn phải làm việc với Châu Đỗ Vinh, tức là một hình thức là làm việc với hội đồng thành phố Garden Grove. Bởi vậy cháu mới nói cái đám này, cháu muốn cho cộng đồng đồng hương mình biết là như vậy, là tụi nó lên án cộng sản, đòi lật đổ cộng sản. Vì sao? Vì độc tài, vì tham nhũng. Nhưng mà chính tụi nó vẫn đang sống theo cái lối cách đây mấy chục năm ở những xã hội mông muội độc tài, đúng bác? Tức là ăn cắn với nhau, nhân danh chống cộng, nhân danh làm truyền thông, nhân danh là tiếng nói của quần chúng, để săn tăng với tụi dân cử bất lương, để mà tạo dư luận, khuấy động dư luận, như bác nói là xách động quần chúng, đúng không ạ? Tức là bác dùng cái từ gì là đúng không ạ? Đó, thì cái cháu thấy là trước sau thì họ chỉ cần làm ầm lên để bên đây cái người tổ chức phải quốc văn quốc biết điều với họ, đấm mỏm họ thôi. Đúng rồi, và săn tăng với nhau. Dạ. Nhưng mà tôi có cái suy nghĩ thế này, cái chữ mà Hải Đào nói là mông muội đó, cái thời mông muội đó, tôi nghĩ rằng chỉ là cuộc đời thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục mông muội mãi, chứ không phải rằng thì là nó đã hết ngay trong cái thành phố Westminster này, nó đã hết ngay trong cái giai đoạn này. Thành ra có nhiều người thì người ta mới người ta đặt cái vấn đề rằng thì là đừng có chính trị hóa. Khi mà đã đi vào chính trị rồi đó thì sẽ chấp nhận cái này hay chấp nhận cái kia, nhìn một cách giản dị thôi. Tôi thấy thì là cái cộng đồng người Việt ở đây đó thì chính họ đã tự chia rẽ rồi. Hãy chỉ cho tôi rằng thì là những hội đoàn, những cộng đồng ở đây có ai có đoàn, có ai đoàn kết với nhau không, hay là đây là một cái nhóm góc này thì là một cái nhóm cà phê này, góc kia thì là một cái nhóm cà phê kia, cà phê đá, cà phê này, cà phê kia, gypsy rồi cả. Thành ra đây mới là cái vấn đề là ngoài cái vấn đề chính trị hóa thì cả cái
cái xã hội này đó, xã hội này nó là một trong những các cái mà một là chúng ta đi tu, chúng ta tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mà cũng đã chót sinh ra làm cái thân phận làm người rồi đó. Thì tôi cho rằng đây mới là cái mình trở về. Ví dụ như là tôi nhớ một cái câu mà trong chuyện là Cung Oán Câm Khúc hay là chuyện Kiều đó, đã mang tiếng khóc ôm đầu mà ra. Tức là một cái đứa trẻ đó, khi mà mẹ nó đẻ nó ra đó, thì là nó bao giờ nó cũng là nó ở trên, nó đi ra đầu, chứ nếu mà nó ra chân thì là ngược. Thành ra đó đã mang tiếng khóc ôm đầu mà ra. Và để mà đi xa hơn nữa thì tôi thấy thì là có những người, có những cái anh mà nó đi tới cực đoan, thì nó nói thì là ông bà đã một cái bữa kia thì ông bà vui vẻ với nhau, ông bà đâu có định đẻ ra tôi. Và nhất là ở trong cái hoàn cảnh của ông bà, 85%, 80% là nghèo đói. Và bây giờ để mà vui vẻ với nhau thì ông bà đẻ ra tôi, để mà lại truyền kiếp cho tôi là một cái cuộc sống lam lũ, cuộc sống của đời này. Thì đấy mới là cái tội. Cái anh bạn của tôi thì anh ấy tới cái mức quá khích. Anh ấy là anh ấy luật sư Ngô Quốc Việt. Anh ấy là anh ấy đi cái xe mô tô Harley, mà anh ấy hết sức là hạt tiện, nhưng mà cái Harley Davidson khoảng 1.200 phân khối. Nhưng mà anh ấy vui lắm. Anh ấy có hai cái là thỉnh thoảng là cứ người này người kia, vì anh ấy cũng là luật sư có tiếng tăm, cứ mời anh ấy lại sinh nhật đứa con này đứa con kia đó, thì là mời thì anh ấy cứ nói chuyện với chị là tại sao lại cứ gửi cái giấy là mừng sinh nhật, đáng nhẽ cái sinh nhật này là phải mang cái gậy ra đánh bố mẹ đánh bố mẹ rồi tại sao lại con đẻ ra tôi trong cái hoàn cảnh nghèo nàn của đất nước thế này. Thành ra ngoài cái chuyện ban nãy mới nói cái chuyện rằng gì là trong cái đã mang tiếng khóc ôm đầu mà ra đó, thì để tiến xa hơn đó thì là cái existentialist này thì anh ấy cũng nói rằng thì là tất cả chúng ta đi vào trong cái xã hội thì chúng ta bị điều kiện hóa, và ở trong cái dòng đời đó thì chúng ta khó mà thoát ra được lắm. Chúng ta không có tự do. Chúng ta ông bố mẹ chúng ta đẻ chúng ta ra, chúng ta có biết là đẻ ra thằng này nó là cái gì đâu. Cái thuyết existentialist mà có những các cái thuyết hệ hiện sinh đó, thì nó đưa tới những chỗ quá khích. Nó nói thì là chúng ta chỉ có một cái tự do, là cái tự do chúng ta tự chấm dứt cuộc đời chúng ta bằng tự tử. Thành ra từ đó tôi mới nhớ tới một cái nhà văn lớn của nước Mỹ, Ernest Hemingway. Ông ấy gần như là ông ấy không đặt ra một cái triết lý, nhưng mà những cái tác phẩm của ông ấy là người ta nói rằng Ernest Hemingway đây mới là một nhà văn Mỹ thật, chứ còn trước đây là từ ảnh hưởng của anh Cát Lợi, từ ảnh hưởng là tới Ernest Hemingway là đã dựng nên được một cái hình ảnh, một cái truyền thống người Mỹ thật sự đã đứng dậy bằng cái văn hóa của Ernest Hemingway. Và cuối cùng cái văn hóa của tôi nhớ rằng thì là một trong những cái tác phẩm của ông ấy lớn của ông là
là Linnaeus Kilimanjaro, là những các cái tuyết ở trên cái dãy núi, cái dãy núi đó, thì ông ấy là một trong những các cái người, tất nhiên là Mỹ thì là cũng là cái cao bồi cho biết đi ấy, thì ông ấy viết một cái cuốn là những các cái tuyết ở trên cái núi, dãy núi, dãy núi đó, thì ông ấy nhìn thấy là ông ấy lên tới đỉnh cái dãy núi đó rồi, và ông ấy nhìn thấy là tại sao lại có một cái con gấu mà nó lên tới đỉnh núi rồi nó chết cống ở trên đó, tức là nó với lên đến cái cuối cùng rồi, và nó cũng thấy cái cuộc đời của nó bế tắc, thấy cái cuộc đời của nó bế tắc. Đây mới là một cái thông điệp mà Ernest Hemingway đặt ra cho chúng ta và đặt ra cho chính bản thân ông. Và Ernest Hemingway là cái người mà cuối cùng ông ấy tự tử, ông ấy dùng cái súng săn, ông ấy bắn vào chính đầu ông. Đây mới là một trong những cái đây Ernest Hemingway nó không phải là một cái nhà văn. Tôi nghĩ rằng đấy là cái dấu ấn, nó cũng mang tính cách triết học và tính cách hiện sinh. Dạ vâng, nếu vậy từ đó để nói về văn hóa, đang về nói về Hemingway, cho phép cháu trở về cái đề tài mà tuần trước mình nói đó bác, tức là truyền thông thời đại 4.0, đúng không ạ? Mà như hồi nãy bác nói người Việt mình thiếu đoàn kết, mất đoàn kết, chia từng nhóm này nhóm kia đó, thì cho phép cháu liên tưởng để mà cháu nói về đề tài này, nó ở cái điểm là tại sao mà bây giờ cái thời đại 4.0 này có cái hiện tượng mà những lãnh tụ truyền thông, chùm truyền thông, đúng không ạ, là nó có được cái sự đó là nhờ cái sự mà như bác nói là có một cái sự đổi đời, một cái sự mà qua một cái giai đoạn mới, kỷ nguyên mới đó bác, là có được một cái sự vô hình chung YouTube nó tạo được cái điều kiện để đại đa số YouTube và khán thính giả của YouTube ấy, họ có thể đoàn kết lại với nhau để mà có lập ra những cái kênh mà có cả triệu view, có cả triệu người tham gia, bác hiểu chứ mà, thì đó là một cái sự đoàn kết. Nhưng mà cái đoàn kết đó nó có đem lại cái thăng hoa cho văn hóa hay không, mà những người như cháu với bác, cháu không dám nói giùm bác, cháu nói cho cháu thôi, có ngưỡng mộ, có trân trọng những cái kênh nó hay không lại là chuyện khác. Thì như trong tuần trước đó bác, cháu có đưa ra cái ví dụ, nhưng mà cho phép cháu nói lần này để nói thêm vô, tức là nó giống như vậy nè bác, là ý cháu muốn nói á là cái sự đồng điệu, đúng không ạ? Cái sự đồng điệu là nhiều người ngộ nhận là như vậy, đồng điệu là nó nói đúng ý mình, có phải vậy không ạ? Đúng gu mình khi mà nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Thành ra nói đúng ý mình quá, thành ra là đi ăn với nhau nữa, đi nhậu với nhau nữa, cà phê với nhau nữa, đúng không ạ? Là thằng này nó nói đúng gu mình quá, đúng ý mình quá, nó nói 100 chuyện là đúng ý mình, nó 100 chuyện. Thành ra đối với mình là mình thấy thằng này nói gọi là coi như là hợp lý quá, hợp tình quá, đúng ý quá, bác hiểu chứ mà. Nhưng mà ngoài đời đó thì mình chỉ có thể tụ tập giống như cháu với bác ngồi nói chuyện với nhau, uống nước với nhau thôi, hoặc là ngồi cùng lắm ngồi cái bàn 50 người thôi. Nhưng mà trên YouTube nó tạo ra được cái môi trường, cái phương tiện để mà qua cái phone chỉ trong tích tắc cả triệu người có thể log in, phải không ạ? Bấm vô cái link là có thể cùng xem một chương trình. Nhưng mà ý cháu muốn nói đây, người ta ngộ nhận cái vấn đề nó nói đúng ý mình, rồi từ đó mình ngộ nhận, mình cho rằng là vậy là thằng này là chí lý quá, bác hiểu rồi, rồi mình lại nghĩ là thằng này nó là chân lý, bác hiểu rồi, mình ngộ nhận. Quý vị không có hiểu được cái khác biệt giữa cái vấn đề nó nói đúng ý quý vị, bác hiểu rồi, nó nói cùng tần số với mình, cùng cái ngôn ngữ, cùng cái phong cách, cùng cái giọng điệu với mình, nó nói mình nghe mình dễ hiểu. Bác hiểu là tại sao hồi nhỏ mình phải đi học, mình rất phải bị đánh đòn mới đi học,
trong khi đó đi bắn bi, đi uống cà phê thì là chỉ có trốn chờ có cơ hội để mà tụ tập với nhau, để mà tắm sông, để mà chơi đánh đáo, đúng không ạ? Có nghĩa là những cái mà chương trình giống như là nói những cái đề tài mà nó hàn lâm, nói về những cái chủ đề cao siêu thì nó rất là khó nuốt, bác đồng ý không ạ? Nó đòi hỏi quý vị phải có cái nền tảng, phải có cái căn cơ, phải có cái cơ sở thì mình mới hấp thụ, mình mới hàm thụ, mình mới gọi là digest, đúng không ạ? Tiêu hấp thụ được, mình mới hiểu được cái vấn đề mà không bị nhức đầu. Còn không là giống như đi học vậy, phải không ạ? Để mà nghe hiểu được cái những cái bài học hôm đó ông thầy cũng phải dạy, ông phải giảng cho mình, mà mình không hiểu thì mình rất là nhức đầu. Cái đó khoa học nó giải thích bác, cái gì mà mình không hiểu được nó rất là nhức đầu. Còn cái gì mình đã biết rồi mà nó nói đúng ý mình thì mình tự nhiên cái cơ thể mình nó tiết ra những cái chất để mình cảm thấy giống như chơi thuốc cà phê á bác, giống như uống nước đường vậy đó. Cháu không phản đối cái chuyện mà quý vị cùng lót vô để theo dõi một cái chương trình, nhưng mà quý vị đừng có ngộ nhận với một cái người là chủ chương trình á nói những cái chuyện hợp ý quý vị, nó gọi là đúng ý, rồi từ đó hàng ngày, ngày này qua tháng nọ nó nói đúng ý quý vị, rồi nghiễm nhiên quý vị ngộ nhận, quý vị cho rằng là thằng này nó nói đúng, bác hiểu không nè? Tức là thằng này nó là đúng, đúng đây có nghĩa là nó là chân lý, để rồi sau này nó nói cái gì quý vị cũng tin, rồi cuối cùng sau này quý vị gạt ra hết. Quý vị không cần xem đài chính thống BBC, VOA, CNN, Fox, bác hiểu không nè? Là quý vị nó không cần nghe mấy cái đó, nghe thằng này được rồi. Hoặc là quý vị không đi bác sĩ, quý vị không đi học, quý vị không cần chuyên gia để mà dẫn dạy cho quý vị về những cái lĩnh vực chuyên môn, mà quý vị cái gì quý vị cũng vô, quý vị há mỏ ra, quý vị chờ thằng này nó nói để quý vị nghe, là quý vị ngộ nhận. Cái đó nó gọi là lên đồng tập thể, hiệu ứng đám đông, ngáo YouTube, là cái ý cháu muốn nói vậy đó bác. Đúng rồi, coi như là mình rơi vào cái mê hồn trận. Dạ, tại vì mình có thấy có 1 triệu người cùng xem với mình thì mình nghĩ, ủa nếu mà thằng này nó có cả 1 triệu view thì nó phải là thiên tài, nó phải là lãnh tụ chứ, nó mới có cả 1 triệu người theo nó chứ. Rồi từ đó nó bắt cái hiệu ứng đám đông, nó biến cái thằng này trở thành lãnh tụ, giống như anh Phúc cũng nói à. Bây giờ từ những cái người chủ tịch cộng đồng, dân biểu, giám sát viên đều ngồi răm rắp cuối à lạy ông Trương Quốc Huy, ông là lãnh tụ, xin ông dẫn chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi, đưa nó lên trên đại sân khấu để quỳ mọp ở dưới để mà nghe nó. Trong khi đó mình phải phân biệt được cái nó có 1 triệu view không có nghĩa là nó là chân lý, nó có kiến thức, bác hiểu không ạ? Cháu không phủ nhận nó có 1 triệu view, nhưng mà không có nghĩa 1 triệu người xem. Cháu xin lỗi, giống như bây giờ đá banh đi, cái sân vận động nó có thể có cả 100.000 người ngồi xem, có cả 1 tỷ người theo dõi trận đá banh. Cháu không phủ nhận cái giá trị giải trí của cái môn đá banh hoặc là cái trận đá banh đó, nhưng mà không phải vì có cái anh chàng cầu thủ này có 1 triệu, 1 tỷ người theo dõi ánh đá mà mai mốt quý vị quỳ mọt gối, quý vị lạy ảnh, quý vị tôn sùng ảnh để đưa đường dẫn lối cho quý vị coi ảnh là lãnh tụ, bác hiểu chứ đó mà. Hai cái nó khác nhau. Cái đó là nãy cháu muốn nói về cái vấn đề mà vai trò truyền thông mà hôm bữa mình nói là chó nhảy bằng độc, khỉ lên làm người là vậy đó bác. Mà ý cháu muốn nói là đây có cái sự tập hợp, mà vì cái đám đông, chính Ngô Kỳ cũng nói đám đông ngu dốt, mà tiếng Anh nó gọi là mob, đúng không ạ? Cái từ mob quý vị phải hiểu, quý vị ở Việt Nam quý vị cứ lên Google quý vị truy cái từ mob là MOB đó, mob, thì quý vị sẽ hiểu là cái đám đông, hiệu ứng đám đông. Giống như bác nhớ Đại Hàng mới chết 150 người bị dẫm đạp chết phải không ạ? Bình thường mình sử dụng lý trí, mình làm cái gì mình cũng phải đắn đo, mình suy nghĩ, mình cân nhắc, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình rớt vô cái tình huống mà hiệu ứng đám đông rồi đó, là như bác nói mình lên đồng tập thể, mình không còn cái lý trí nữa, đúng không ạ? Mình bị cái đám đông nó dẫn dắt, vì lúc đó là mình trở nên cuồng, bác hiểu không ạ? Mà cái đám đông thì không bao giờ là nó có lý trí hết, nó là đã nói là mob mentality,
Tức là cái hiệu ứng đám đông, khi mà lên đám đông lên đến 1.000, 10.000, 100.000 rồi thì nó chỉ có bầy đàn nó hùa theo, chứ không hề có sự lý trí trong đó. Bác hiểu chúng ta? Đúng rồi. Cái chuyện là vừa rồi ở bên Đại Hàn đó, dạ đó, đóng đạp lên nhau đó, cũng lại làm cho tôi nhớ tới ở Việt Nam, trong cái đại hội của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đó, cái hồi đó, đó cũng ở cái cầu Thị Nghè, cũng lại dẫm đạp lên nhau, trèo qua cái cầu Thị Nghè, nó đi vào gần sở thú đó, nó cũng có một cái chợ phiên, chợ viết đó, mới đầu là trèo lên nhau, rồi thì là tới đằng kia nó bế tắc, và đằng này thì cứ đẩy tới. Đó đúng không ạ, bởi vì cháu mới nói bình thường con người ta đâu có ai mà đạp nhau chết, đúng không ạ? Nhưng mà để mà nó build đắp, đúng không ạ, nó tạo nên cái hiệu ứng đám đông rồi, thì đến lúc đó rồi con người ta không còn cái lý trí nữa và không còn kiểm soát được bản thân nữa, đúng không ạ? Không kiểm soát được thì mình thành ra cái nhưng mà nó có một cái mà cái mà hiện tại bây giờ đó là nó có việc là có thể là mình phải bàn với nhau ở cái chỗ rằng thì là nói là cái hiệu ứng của đám đông vân vân đó. Dạ. Theo tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng thì là cái khi mà những các cái Trương Quốc Huy hay là Cố Bôn Sa TV hay là gì mà nó có cả triệu view mới gì đó, thì đây thì nó lại rơi vào một cái kinh tế thị trường. Thì đó dạ, cái kinh tế thị trường là làm sao anh có 1 triệu view thì tự dưng ra để mà có một cái quảng cáo, một giây quảng cáo hay là một cái ở trên cái giờ cao điểm, cái giờ của anh ấy là anh bán được cái đó là cái giờ đó đó anh bán được cái thì bởi vậy đó, cháu mới nói đó bác. Cái điều đó nó dẫn tới rằng thì là bây giờ là cải đạo thì là cái vấn đề là phải sáng suốt, phải hiểu. Không, cháu chỉ nói là đừng có ngộ nhận thôi, đúng không ạ? Chứ cháu không có đòi nó thôi, bây giờ đừng coi nữa. Nhưng mà đừng có lầm lẫn với cái chuyện, đúng không ạ? Đúng, dạ. Cái vai trò của từng người không có lầm lẫn, nhưng mà bây giờ nó đã chót, nó ở trong cái cuộc đời này mà bây giờ cứ cái lúc nào chúng ta cũng phải sáng suốt, sáng suốt, nhìn cái này cái kia đó, cũng giống như rằng thì là ví dụ như là nói cái ông Nam Quan chẳng hạn, nói rằng thì là ông này đã bị vợ nó kiện, rồi thì là ông ấy đã dí súng vào vợ, rồi thì là các thứ gì đó và bây giờ là phải cách ly vân vân đó. Thì tôi cũng nghĩ rằng nó cũng chưa hẳn là như vậy, nếu mà ở trong cái hoàn cảnh của Nam Quan đó, không biết là ông ấy đóng kịch cái gì, chứ còn thì vợ chồng với nhau mà làm sao phải dí súng có thể rằng thì nhưng mà cái đó giấy của tòa án là hoàn thành ra không có phải có sự bịa đặt trong đó không dạ. Nó không phải là bịa đặt dạ. Thế vậy thì nó có cái chuyện có thể nó là ghen tuông, nó có thể là ông ăn trả bà ăn em, cho nên là bây giờ khi mà cái người đàn bà mà nó ném đồ đạc của mình ra cửa, không ạ, ở bên này thì là nó bảo vệ người đàn bà kia lắm, đã chót có con nó kiếp rồi cả, thì dựa vào luật pháp đó thì là giờ này là Nam Quan không đủ tiền để mà chi trả cho 2 đứa con, dạ vâng, vân vân. Đó là thiếu tiền phụ cấp cho con đó, thiếu tiền cho con, vậy thì là không thể nhìn được cái kết quả là thiếu tiền phụ cấp cho con, thì mình mới ngược lại, tức là Nam Quan đâu đến nỗi nào, người ta mới thấy thì là ví dụ như ông Nam Quan
trong cái chuyện mà tỷ phú Hoàng Kiều đi phát đồ ở trên những con đường bôn xa ở trong cái khu nào gần Times Square Park ấy, thì ở cái công viên Golden Grove thì là cái câu chuyện cái hồi đó nó lại còn là đương có cái vấn đề Covid, thì là mấy người người ta tụ tập người ta đi qua cái đó thì là không cần phải xuống xe, chỉ nghĩa là ở trong xe bấm cho nó mở cái cốp xe, bấm cái nút là cốp xe sau nó mở ra, mở ra rồi ném đồ lên rồi đi và Nam Quan là chửi ầm lên. Tôi nghĩ Nam Quan chửi ầm lên nó có lý do của nó, là bởi vì thì là tất cả những cái đồ mà người ta cho đó là nó làm những các cái đồ mà nó vẫn cho những các cái thành phần mà yếu kém, nó gọi là food bank cho đó và những người có thu nhập thấp và rồi thì là và trong đó là như kể cả những cái người mà đi xe Mercedes đi cái này cái kia có những người không nói gì cả về được mất đi ta thấy những người đi nhận cho lâu lâu cháu đi ngang, mà tôi thấy như bác nói đó toàn là xe mấy chục ngàn đô la không à, không phải là mấy người nghèo. Thế thành ra nó nhiều khi là nó đi về vui, nó đi về thế này thế kia đó, thành ra để mà ngược lại là cái sự điên rồ, cái sự mà chửi bới của ông Nam Quang đó nào, và tôi thấy thì là nó có những cái chưa ông ấy chửi đủ mẹ đủ cha rồi các thứ gì đó nào, thì đều là nó dịch cho tiếng Việt, nó dịch cho tiếng Anh hay là cái gì đó. Nhưng mà thưa bác, trở lại cái chuyện ngộ nhận đó, là ý cháu muốn nói là vậy đó, tức là cháu không phủ nhận cái giá trị của Trương Quốc Huy, cái kênh M10 TV như bác nói. Bây giờ anh có 1 triệu view, hồi xưa tôi muốn quảng cáo để có 1 triệu người xem thì tôi phải trả mấy chục ngàn đô la, đúng không ạ? Bây giờ tôi lên tôi ngồi nói chuyện với anh là tự nhiên có cả 1 triệu người xem tôi, thì nếu mà bác là mình là có doanh nghiệp, mình có sản phẩm, mình muốn quảng cáo thì mình muốn được lên nói chuyện với Trương Quốc Huy chứ, tại vì có cả 1 triệu người xem mình, đúng thì cháu không phủ nhận cái giá trị, cái vai trò đó, giá đúng trị không thương mại. Dạ vâng, nhưng mà ý cháu nói, nhưng mà giống như Nam Quang cũng vậy thôi, Nam Quang cũng có cái kênh YouTube, thì Nam Quang cũng giống như Trương Quốc Huy, mặc dù không thể so sánh bằng cái số lượng người xem, nhưng mà đại khái là cũng có thể hiểu được cái giá trị, cái vai trò của Nam Quang. Bởi vì cháu nói, tức là anh có tài chửi, anh dám chửi, anh không sợ bị quýnh, không sợ người ta khinh bỉ anh khi anh chửi thề văn tục, nói léo, mất dạy, hỗn hào, côn đồ, đúng không ạ? Thứ hai là anh có kênh YouTube, thì giống như cháu nói đó mà, anh cũng có cái vai trò, cái chỗ dùng, như là khi mà anh lên anh chửi giùm tôi như vậy là anh cũng giải quyết được, là anh bôi nhỏ nhục mạ đối thủ của tôi có bao nhiêu ngàn người nghe, đúng không ạ? Thì cũng có chỗ hữu dụng, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, từ cái chỗ anh chửi mướn mà để vì vậy mà ngộ nhận nó thằng này nó làm phó thị trưởng cho mình, hai cái nó khác nhau. Bác hiểu cháu nói, giống như cháu nói Trương Quốc Huy bây giờ có cái chương trình có 1 triệu người xem, thì quý vị cứ việc khai thác cái giá trị, cái sự hiếu dụng đó. Nhưng mà để mà tôn Trương Quốc Huy lên làm lãnh tụ chống cộng, lãnh đạo tinh thần, thì cái chuyện đó quý vị phải xét lại. Bác hiểu lắm à, coi cái trình độ của anh chàng này, kiến thức của anh chàng này, viễn kiến của anh chàng này, cái những cái hướng đi, những kế hoạch, những cái sách lược, hoặc là những cái triết lý gì của anh ta, chứ không phải vì anh ta có 1 triệu view mà quý vị đổi anh ta lên đầu tôn anh ta là lãnh tụ. Có hiểu chứ không? Nam Quan cũng vậy thôi, anh có kênh YouTube, anh có người hâm mộ, người xem anh dám chửi, anh biết chửi, không có nghĩa là anh xứng đáng làm phó thị trưởng, thưa bác. Nó có cái để mà mình có cái đây không phải là cái vấn đề mà là một cái so sánh nó sai, nhưng mà cái câu chuyện nó là thế này, ví dụ như là Trương Quốc Huy chẳng hạn, khi mà anh ấy có 1 triệu view một cái nút vàng gì đó, thì tôi thấy rằng thì là anh ấy mời anh em ăn tiệc, dạ đúng, và mời anh em ăn tiệc anh ấy chọn cái địa điểm
là cái cổ thành của thần Kim Quy. Chứ hắn ấy, hắn ấy không có ăn ở những cái chỗ dành ra chọn chỗ này chỗ kia. Thế bây giờ đây dư đủ tiền để mà ăn ở chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng một trong những cái thông điệp của hắn ấy là hắn ấy lên trên cái địa điểm cổ thành của cái thành cổ Loa, cổ Loa, thành cổ Loa, thành cổ Loa thì trong sự tích Việt Nam là cái thành đó là người ta cho một cái móng của ông thần Kim Quy để mà nổi lên mà cứu được nước hay là gì đó, bị Châu Trọng Thủy rồi đó vân vân. Thành ra đó tôi cho rằng Trương Quốc Huy nó cũng có một cái trình độ. Cháu không phủ nhận anh ta có cái là, không phải là có cái nhiệt huyết, có cái đam mê. Không. Nhưng mà lần trước bác nhớ cháu dùng cái từ absolute không? Khi mà cháu nói trình độ đây là trình độ absolute, tức là cái chân đo đong đếm được. Không, thì đòi hỏi hắn ấy là một cái trình độ nào đó cái nhà tu hay là Ô, không bác, bây giờ cháu mà cái mà cháu lên án những người như Trương Quốc Huy á là thật sự nó có mầm mống từ lâu lắm rồi. Cháu nghĩ nó có liên quan đến cái văn hóa của Việt Nam mình, như bác nói là chí phèo á. Tại sao cháu, như bác nói cháu rất cù toàn đúng không ạ? Cái vấn đề nó là nguyên tắc, nó rất là quan trọng. Bác làm truyền thông bác hiểu đúng không ạ? Bác nhớ hồi xưa dạy dỗ cái căn bản của những người làm truyền thông chân chính mà đúng nghĩa đó là mình phải phối kiểm, đúng không bác? Tại vì mình đưa tin 1000 lần giống như bác sĩ vậy đó, thì 1000 lần phải chính xác hết. Còn cái chuyện những cái đứa mà buôn dưa lê đó bác, thì nó nói cho vui để mà được tạo sự hào hứng, tạo sự đồng cảm á, thì cứ nói cho có, nói cho sướng miệng. Thì đôi khi cháu xin lỗi, giống như Nguyễn Phương Hùng á, nói 10 chuyện thì nhiều khi là đúng được 2-3 chuyện, không nói thì hơi quá, đúng được 8-7-8 chuyện là chật lất cái 2-3 chuyện. Bác đồng ý chóng ạ? Nhưng mà như vậy nó rất nguy hiểm. Bác biết chứ ạ? Tại vì khi mà mình đã thu nhận những cái thông tin đó vô trong não của mình, vào cái trí, cái kho, cái bộ nhớ của mình, mà mình không sàng lọc, không phân biệt được cái nào là chân trí thức, đúng không ạ? Chân trí thức, thông tin, sự thật, mà mình coi như là giống như mình ăn tạp đó bác, thì nó rất nguy hiểm. Bác hiểu chứ không ạ? Mà cháu thấy những cái người Việt mình, cháu thấy những người làm truyền thông Việt Nam xưa, hồi xưa đó, rất là cẩu thả. Mình không hiểu. Bác nhớ là có người nói ông Goebbels là cái chủ trương đường lối của ông á, là muốn là tuyên truyền ở gì, mình tạo ra những cái cơ sở, cơ quan truyền thông trong lòng địch, đúng không ạ? Mình giả danh cơ sở, cơ quan truyền thông, mình đưa tin thật 6-7 lần. Mình chỉ cần lồng vô những cái thông tin có lợi cho mình 2-3 lần không là mình đã thành công rồi. Cái đó cháu đang nói là tuyên truyền, là bịp bợm, là mị dân đó. Còn cái này mình tự động, mình tự gì bác, coi như là mình tự nguyện, mình ăn tạp, là mình không sàng lọc. Bác hiểu là những cái thành phần này nó không có khả năng, hoặc là nó không có cái tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm, tự giác để mà nó phối kiểm, nó không có khả năng để nó sàng lọc. Bác hiểu chỗ là có nghĩa là nó chỉ cần view thôi. Thành ra giờ nó lên nó bạ đâu, nó nghe cái gì là nó phải lên, nó chi qua liền để nó có view. Thì nếu mà mình phân biệt được cái đó chỉ là giải trí cho vui thì ok, bác hiểu chỗ là. Nhưng mà nếu mà quý vị ngộ nhận, quý vị cho rằng là đây là cái nguồn tin hàng ngày của quý vị, thì vô hình chung quý vị tự đầu độc mình bằng những cái thông tin. Cháu không nói 100% láo xạo nha, nhưng mà cháu nói chỉ cần 2-3, tức là 10 chuyện, 2-3 chuyện là coi như là ngu dốt, tức là vì cái trình độ nó đến đó thôi. Có hiểu không ạ? Nó chỉ biết đến đó thôi, nó nói quý vị nghe, quý vị tưởng là đúng, tưởng là thật, giống như Nguyễn Phương Hùng vậy đó. Nhưng mà hoàn toàn là cái người có hiểu biết, người ta nghe xong là người ta biết là quý vị không có biết con mẹ gì hết á. Tức là quý vị nói chỉ nói cho có thôi, nó không nắm được vấn đề. Bây giờ điều kiện nào để
điều kiện nào để làm truyền thông bây giờ. Bởi vì cháu mới nói là quý vị phải phân biệt được cái mà các thằng nó nói đồng điệu với mình là nghe cho sướng tai, không khác gì mình đi nhậu, có hiểu không ạ? Còn cái thông tin, cái nguồn thông tin thì như nãy cháu nói đó, là có những cái cơ quan truyền thông chính thống. Nếu mà quý vị theo đảng Cộng Hòa thì quý vị nghe Fox, còn không nó có New York Times, nó có LA Times, nó có CNN. Không bác, những cái người đó là người ta phải có những cái nền tảng, có cái trách nhiệm. Bây giờ cháu xin lỗi bác, những cái cơ quan truyền thông đó, không bác, những cái cơ quan truyền thông đó, như bác nhớ bà vợ ông Trump, ông bà thưa BBC phải bồi thường cho bà bao nhiêu triệu đô la, có nghĩa là không bác, họ có trách nhiệm và họ phải vì cái sự mà họ có tóc đó, họ rất là cẩn trọng. Như bác thấy bà Đào Lương không, mình có tờ báo đàng hoàng, mình viết bậy viết vạ là mình có thể mất tài sản, bị thưa kiện, bị bồi thường. Còn những cái thằng bá vơ như ngu kỹ mà quý vị nghe nó nói xong rồi quý vị cho nó là chân lý, là ánh sáng, là mình ngu dốt, mình tự đầu độc mình. Tại vì những cái thằng này nó bất cần. Mình tự ngu dốt, mình tự đầu độc dạ, mình. Vậy thì là mình phải tự sàng lọc mình. Đúng, cháu chỉ nó nói cái gì kệ mẹ nó. Đúng. Không, cháu không có nói đừng nghe tụi nó nói, cháu chỉ nói là mình phải hiểu được cái vấn đề. Đúng rồi, bao giờ người ta cũng nói như thì là nếu anh bảo thì là nó ngu dốt, nó định đầu độc, nó âm mưu, nó được người ta thuê để mà gì, thì anh tắt đài đi, tôi đâu có bắt anh nghe. Không, tôi cháu vẫn nghe tụi nó, nhưng mà mình nghe tiếng Anh nó gọi là with a grain of salt, là mình nghe mình phải biết được, đúng không ạ? Cái nào là cái nguồn tin để mình thu nhận. Vậy thì từng chúng ta có trách nhiệm đối với chúng ta. Dạ đúng. Chứ còn bây giờ chúng ta trách BBC, rồi trách KBC hải ngoại, trách N10. Thì cái câu chuyện này thì là bây giờ anh đòi hỏi một cái tiêu chuẩn quá cao, mà chưa chắc là BBC đã là tiêu chuẩn cao, chưa chắc là Fox News. Không bác, như bác nói á, CNN là tức quá là cao. Nếu mà cái người nào xem nhiều sẽ biết, đúng không? Fox thì đương nhiên họ sẽ nói không những gì có không, lợi không, cho không, Cộng Hòa không, CNN không, nó sẽ nói có lợi không, cho dân chủ. Nhưng ít nhất những cái đó là những cái cơ quan truyền thông chính thống. Ý cho nó là sao? Thứ nhất họ có tóc, đúng không ạ? Họ có cơ sở, họ có vốn liếng, họ có nhân viên, thành ra họ có trách nhiệm. Đấy và mới pháp là luật. cái bọn còn nguy hiểm nhất, là bởi vì chứng cứ là nó đã bao nhiêu lần bị kiện, đã bao nhiêu lần ai thuê nó là thằng thuê, nó cũng lại là một thằng đâm thuê chấm mướn. Cháu vẫn không nói họ là chân lý hoàn toàn, nhưng mà ít nhất ý cháu nói là như hôm qua Phúc có giải thích, đúng không ạ? Mình phải hiểu cái sự là sự kiện là một chuyện, còn phân tích nhận định lại là chuyện khác. Đúng không ạ? Tức là như cái sự kiện nó xảy ra rồi, bác có thể phân tích, đưa ra ý kiến theo cái nhìn của bác, đúng không ạ? Để mà ủng hộ ông Trump lên án ông Biden, cháu có thể nhìn vô cháu lại ủng hộ Biden lên án ông Trump. Cái đó là cái quan điểm của cháu với bác. Còn cái sự kiện, ý cháu nói đây là sự kiện, thì cái tụi những cái cơ quan truyền thông chính thống họ không thể đặt điều bịa chuyện, họ không dám đặt điều bịa chuyện. Bác hiểu cháu nói mà, nó không dám dựng chuyện. Và bản thân cháu cũng vậy, cháu không dựng chuyện. Mình có quyền, mình trình bày cái quan điểm của mình theo cái cách nhìn của mình. Thì nó là cái tương đối mà thôi. Đúng, thì nó cũng chỉ tương đối thôi. Dạ. Còn cải đạo mà có đòi absolutely không gì đó. Nhưng mà giống như cháu nói, nhưng mà cháu đã kể như Trần Nhật Phong có một lần cháu vô tình cháu bật lên cháu nghe, mà cháu nghe là cháu biết là thằng này nó đang đọc cái tin trên mạng, bác hiểu không? Nó chỉ đọc những cái tít rồi nó nói lại thôi. Nó nói là ồ bây giờ là cái Covid là do một người đàn ông tạo ra. Cháu nghe cháu buồn cười, cháu nói mẹ mày đọc như vậy là người ta nói là cái này là man made. Man là cái số singular á bác, singular á, M-A-N đó. Man made mà nó gạch nối nữa. Dạ vâng, mà cái đó số ít. Thì nó thằng đấy nó tự nó dịch hay, nó là một người đàn ông làm ra, chứ không phải nhiều người làm ra, bác hiểu không? Cho nói mẹ cái này nó là nhân tạo. Bố ơi, mẹ mày ngu mày không biết tiếng Anh thì mày câm đi. Rồi bác biết nó nói sao? Nó là nhưng mà vẫn chưa tìm ra cái khẩu súng nào có thể bắn chết con vi trùng này. Cho nói mẹ bố, người ta nói nhưng mà cái này là nó là nhân tạo, nhưng mà chưa có cái smoking gun evidence. Smoking gun á là cái bằng chứng không thể chối cãi để mà quy kết cho là Vũ Hán hay là ai, đúng không ạ?
tức là người ta nói là cái này là nhân tạo, nhưng mà không biết là không có bằng chứng để kết tội cái quốc gia nào tạo ra cái vi trùng này, bác hiểu không? Mà thằng này nó dịch nó lấy nhưng mà không biết chưa tìm ra súng nào để bắn chết con vi trùng này. Thì cháu nói mẹ mày như vậy mà mày đi làm lãnh tụ truyền thông của người Việt thì chết mẹ rồi. Đó là một trong những lãnh tụ. Thì bởi vậy, thì cháu thưa bác, dạ vâng, những cái người ngu dốt thì không biết gì hết, thì nghe thằng này nó nói thì cứ cúi đầu là tung hô nó thôi. Chứ còn như cháu với bác mà nghe là biết là tẩm tông tông là mày ngu mà mày đi mày sứ mù thằng chuột làm vua mày đi mày lòe người ta. Và đấy mới là cái đấy là cuộc đời này